cây không ạ? Nhà em có nhá. 702 em đang xem 160 giờ không còn. À là anh đừng trách chúng về bơm không? Ông anh bây giờ không nên làm đúng rồi. Quá. Xin chào Hoàng Kiên. Ờ chào Hoàng Kiên. Em Hoàng Kiên lâu nay em mới mang lên để bỏ khẩu trang, bỏ mũ ra cho anh em. Cứ đeo vào cho nó. Anh em trên này sợ. Không phải sợ. Cứ đeo mũ một cái thứ anh em nó sợ. Có ăn cắp. Đây, anh mới nhiều nhặt dài lên đấy. Đi đâu rồi? Rồi. Anh em giới thiệu tên bắt tay chưa? Okay, bắt tay nhá. Giới thiệu với Hoàng Kiên là tớ cũng là thợ rửa xe nên tớ xóm Vương. Xóm Vương. Lý Nhân. Việt Nam Quốc, Hà Nam tỉnh. Hà Nam tỉnh. Lý Nhân huyện, Công Lý xã, xóm Vương. Rồi, xóm Vương. Tên chủ tên, họ tên. Tên nào gọi tên là thôi không phải họ đấy rồi, tên là Khởi luôn đi. Khởi. Sinh năm 1985. Tân Sửu. Ất Sửu niên. Hôm nay đến bán Hoàng Kiên một con xe gọi là cỏ. Nay ngày lành tháng tốt, giờ tí sắp sang, giờ tí sắp điểm rồi. Một con xe gọi là đợi mãi không phải là Ất Sửu niên. Đợi chứ không phải đến trước lâu rồi. À lên trước lâu à? Không cho bán. Đợi. Phải giờ giáp tí, giờ đợi. Chuẩn bị giờ quan tuần không phải thế. 12 giờ 3 kim chọc 1 là giờ quan tuần. Đợi. Anh em đang đứng ngoài giờ. Đợi chứ không phải. Đợi hết mưa. Thì để giờ chờ giờ đấy mới giờ tí mới lên sóng. Phải vào giờ tí. Đi hơn giờ kém. Đợi. Giá cả với Hoàng Thiệp là bao nhiêu? Giá cả đòi vống nên đang bảo vống mà giá cả Thiệp bảo là không được 15. Ừ. Hoàng Thiệp bảo loanh quanh đang đòi 14. Chưa đến rằm. 14. Rồi. À, nhưng mà đi. Đấy là đang bảo 14. Ừ. Thế là 13 và anh đang đòi 13 rưỡi. Thôi chốt là 13 rưỡi. 13 năm rồi. 13.5 anh em ạ. Đấy. Được là lên. Đúng giờ quan tuần anh em ạ. Hôm nay là giờ quan tuần. Được thì rồi. Ất Sửu niên nhá, để ngó xem Ất Sửu niên ạ. Ôi chê, máy ra rồi. Đầu ra máy chặn rồi. Đầu máy bao nhiêu? Đầu máy 009 94. Chính chủ photo. Chính chủ photo. Rồi. Anh em phải thỉnh nhá, anh em giờ tí nữa thỉnh. Đều máy dùng xe đều phải là. Rồi. Bọn này. Nghe nào vẻ anh em. Nhưng mà khỏi sửa xe chỗ nào ấy? Em sửa Trần Vĩ Cam. Vẫn ở Trần Vĩ Cam từ trước rồi. Kia vẫn trồng. Thầy trông ác này nhỉ. Quay thầy cho. Thầy cho thầy giao lưu tí. Thầy ui giời thầy ác. Thầy chào. Tất cả hiện tại đang 2000 anh em trên trực tuyến. Vâng, thầy giới thiệu cho rất nhiệt xin. Thầy ơi. Từ để bán xe đã. Anh thì... xin gặp tí nha, chồng thầy khó quá. Úi giời, nhìn con người nó phải thế. Úi giời. Tí nha, chồng ra đây nhá, ra đây giao lưu. Giao lưu anh em Ất Sửu niên kìa. Bây giờ là bao nhiêu rồi xuống? Xuống cái hết. Không, nhưng bây giờ đúng 13 rưỡi là anh em bắt tay. Chốt. Cầm. Ấy Hoàng Kiên nhiều ông tướng tá. Đất Hà Nội Thăng Long này nhiều anh em tướng tá trong gốm bình biết đẹp. Mẹ ra ngoài. Cụ nổi tiếng với mẹ dọ ma dọ khỉ kinh bớt tiếp. Không phải trên bình anh ơi, nó bị kẹt thời gian. Bình bình nhau. Em vừa nãy em có vào cái buổi em tí mình này. Mình thợ sửa xe. Đâu vừa mới bị, không nói điêu, anh em nói là đúng. Chuẩn. 13 được rồi, bán em 13 đi. Không em không anh em quê hương Hà Nam lên quê hương lên với nhau nói chuẩn với nhau đúng 13 rưỡi là anh em mình bắt tay. Đấy, chốt. Thôi ok. Chưa. Anh em nó kỳ kèo quá nó không kỳ kèo mất sang. Dạ. Mất sang. Ok. Sang bên nhau là đấy. Lúc Hoàng Kiên lúc nào tắt hàng. Ấy. Ok. Chào anh em nhân thế này đi. Đấy, anh kia là anh biết kìa. Anh biết. Chúc về. Bảo chào này họ. Anh quay phim anh biết. 13 năm nha, một chiếc em nó 1994. Bố của anh em Ất Sửu niên. Được phết nhỉ, xe ngon đấy. Được. 13.5. Máy ngon phết, máy chạm đấy nhá. Zim Thái. Máy chạm. Lên đây nhau 2.5 triệu nhá, anh em nào vào việc thì mua. Đâu con xe kia sao, của thầy kia sao rồi, giá cả sao kia. Vâng. Trong anh em, nói chung mình cũng có sự tham khảo bán thì cũng rất là tiếc, đúng không? Vâng. Ừ.
xe có hỏng hóc gì không? Từ ngày mua nó hỏng hóc, dắt bộ lần nào chưa? Xe này chưa anh ạ. Mua về cái này dán các thứ luôn, chưa để à? Trong xưởng suốt mà. Xe này thì rất là đều. Vâng. 150 ABS 2019. Vâng. Đen sần. Vâng. Anh em một như thế này chơi con này là anh em dân chơi Hoài Đức đấy. Ít đi quá nhỉ? Ít đi anh ạ. Vâng. Đôi chìa khóa. Mua về gần như để không mà. Về sang tên chính chủ luôn. Về em sang tên luôn, xe nào sang tên luôn. Sang tên chính chủ. Thế trường báo giá là bán cho Kiên bao tiền trên này anh em nói rõ. Trên này là bán cho anh Kiên là 90 triệu. Nhưng mà hơi tiếc, nhưng mà thôi bán cho anh để cho anh bán. Người tiếp theo cũng rất là đắt đấy. Xe này đẹp mà nhưng mà bằng một con 160 không đơn giản thế nào đâu. Đấy anh em nói là thật sự đây là xe chính chủ nhá, chính chủ tên trường luôn. Đấy anh em lúc trước là đòi 100% mình bảo giả tầm xe của trường tầm 90 hoặc 91 triệu. 90 hoặc 91. Để cuối cùng anh em cũng đi về nhà rồi, rời Hà Nội mưa to. Vâng. Về nhà rồi nghiên cứu nào về và thôi bán cho anh toàn 90. Năm ngoái thì cũng trả được gần 100 nhưng mà về lại tiếc. Thế là thành ra bảo năm nay không đi nữa, bán vào anh. Càng lâu càng chết. Vâng. Càng lâu càng để lâu thì không đi. Vâng. Ok, cảm ơn chào anh ạ. Không vấn đề chúc gì đúng không? Bán, vâng. Chào anh. Không vấn đề gì, tất cả mọi cái vẫn còn hoàn hảo. Xe này của em mọi thứ vẫn nguyên mà. Đi vâng. Có rung lắc có vấn đề gì không? Bởi không anh. Em vâng. Xe này đi rất là đẹp luôn. Chính chủ tên sau này. Vâng. Sau này anh em có nhu cầu sang tên cái thứ gì vâng. Em chào anh. Xin chào nhá. Dạ, vâng. Tôi chào anh em trên này vâng. Đi. Chào anh. Vâng. Đang viết giấy đếm tiền. Đấy, đang viết giấy gọi đây đấy. Anh em có thể quay vào một chiếc xe đi 7.000 cây nhá, bản 2019. Anh em nhá. Đây này, lốp lắp còn zin theo xe. Anh ạ. Xe vẫn nổ đấy, mới đi 7 cây ra xe này cũng thuộc về dòng hiếm lắm rồi. Đây tuần thứ 18 năm 2019 này. Để mình bật cái plat lên đấy. Anh em trên TikTok Huệ ấy xong trả lời bố trả lời bố tuần thứ 18 năm 2019. Xe dán kia đi lâu anh em dán đen sần nhá, dán sần. Quay một vòng đi một vòng. Rất là hiếm có khó tìm. Đấy, km anh em ngoảnh km. 7.600 cây nhá. Đấy năm 2021 thì trường phải mua 125 triệu. Đấy. Nói chung anh em Hoài Đức thì giàu có. Biển năm sinh nhá. Cụ nào sinh năm 1925 thì làm con này đi hát lượn tán gái được. Cụ nào bây giờ 99 tuổi rồi. Cụ nào sinh năm 1922 làm con này đi tán gái tốt. Đấy. Vâng ạ. Biển số em là 29M171925 ạ. Mới không anh nhìn thích chưa? Này tay nóng này. 150 luôn các bác nhá. Đời 2019 ạ. Cưng cựa luôn. Chủ xe rất dữ ạ. Bóc ni lông là mới tinh. Mới đi 7.000 cây, cháu nó có 7 tuổi thôi. Dạ vâng, cháu chào rất tất cả các bác. Xong rồi, tiếng đông em xong rồi chị. Ok, bác bắt tay em nghe nhá. Anh em đi, một phái đoàn ok, cảm ơn anh nhá. Rồi, ok anh nhá. Đấy, ba anh em đấy, ba anh em đi con 81 này. Anh em Hoài Đức đi con 81 màu mực. Tháp Tùng từ Hoài Đức để ra bán xe. Dạ vâng, anh Khoai Tây Chiên hỏi con. Tí nữa anh em còn hát lượn còn chán, chưa về nhà đâu anh em. Sáng sớm ra làm tí cháu lòng trước kênh này. Chán rồi rồi. Đây. Anh Khoai Tây Chiên hỏi con X135 phía sau ạ. Chút nữa em lên chi tiết luôn cho các bác luôn nha. Lên cho anh em. Chi tiết từng xe. Lên anh em 5 triệu nha. Em hết sức vui vẻ là bởi vì dòng SH này cũng dành cho anh em thật sự đam mê dòng này mới mua nhá. Mình lâu lắm rồi. Mấy tháng nay mới mua con xe này. Quả yên. Con này mới mà các bác. Máy vẫn nổ đấy. Đôi tay này. Chưa tay sách chưa mòn thế nào nhá. Chưa xước thế nào. Xe một chiếc hoàn hảo. Xe chính chủ của bác ấy đấy ạ. Bác nào có nhu cầu muốn sang tên đổi chủ vô tư luôn ạ. Xe chính chủ tên ở bạn Trường ấy. Anh em thích rút hồ sơ làm gì. Biển năm sinh nhá anh em nhá. 1925. Ai mà năm sinh. Quay cùng máy. Quay thật chi tiết. Những con xe này anh em phải quay tương đối chi tiết. Đây. Tuần thứ 16 năm 2019 này. Lốp này. Đấy. Rất hoàn hảo. Không một phép chê. Không một lỗi nhỏ luôn. Anh Hùng MC ơi. Em SH này. SH150 đời 2019 mới đi được 8.000 cây. Và phanh ABS nhà em bán mua vào đã là 90 triệu rồi. Lên 5. Đấy, 95 triệu cho các bác nha. Thật sự dành cho các bác nào thật sự đam mê ạ. Đây các bác xe này, xe này mình bán 100 triệu thật sự cũng đáng. Thợ thuyền có thể mua được nhá. Thợ thuyền có xe này mà ông nào lỗ thì chặt đầu tôi. Đấy, thợ có thể mua được không cần phải anh em gì. Một chiếc xe 2019. Rất là quý nha anh em nhá, xe này thật sự tâm huyết. Quay hội cho cùi tay nắm một lần nữa. Chưa xước sát như thế nào này. Máy vẫn nổ đấy. 2019 mà nút bấm còn nguyên đẹp luôn cho các anh bạn. Anh em từ sáng giờ anh em ạ. Vần vò lên xuống từ sáng giờ mới xong. Rồi.
Ok, em tóc con này ra lại tóc tiếp con SH kia vào. Anh ở tôm thôi em.